du ký chương thứ 85 Ngộ không gạt bắt giới Lão quái bắt đường tăng Xin bệ hạ dùng tội thất lễ cho chúng tôi Vua Diệt Pháp hỏi rằng Bá quan có thất lễ chuyện chi mà xin miễn tội Bá quan tâu rằng Không biết cớ gì Chúng tôi ngủ mới thức dậy Tọc đã hết trơn như bị ải cạo Vua Diệt Pháp xem sớ rồi phán rằng Chuyện này rất lạ mà, Nội ở chồng cùng cấm cũng như vậy, luôn luôn không có người nào còn tóc hề. Phán rồi, ngồi ngó các quan, thấy ông nào cũng rơi nước mắt. Vua diệt pháp thở ra mà phán rằng, từ này sắp sau, chẳng dám giết thầy chùa nữa. Giây phút, quan đường giá nói lớn rằng, ai có việc chi thời tấu, bằng vô sự thì bãi trầu. Quan tổng binh tuần thành quỷ tâu rằng, à, khởi bẩm mà hồi khuya tôi đi tuần thành đuổi cái lũ ăn cướp và lấy được cái tủ đồ và bắt được con ngựa xin dừng cho bệ hạ định lẽ nào vua diệt pháp mừng rỡ mà phán rằng khiêng tủ và dắt ngựa đến cho chấm xem khi ấy quan tổng binh vững chí truyền quân khiêng tủ dắt ngựa đến sân chầu Tam Tạng hoảng hồn hỏi rằng, đồ đẻ ơi, bây giờ biết tâu làm sao? Tôn hành giả cười rằng, <cười> đừng làm bộ nhút nhát, con đã quy y cho chúng nó rồi, đợi mở tủ ra tốn băng thấy cả. Khi vô diệt pháp truyền mở tủ, bát giới nhảy ra trước, bá quan xem thấy kinh hồn, tôn hành giả đỡ thầy ra, còn sa tăng gánh đồ hành lý đi sau hết. Bát giới thấy tổng binh bắt ngựa, liền nhảy tới trước hứ một tiếng mà nói lớn rằng, hứ, sao ngươi dắt ngựa của ta, mau mau trả lại, nói rồi nhảy đại quả nắm cơ ngựa kéo lại, quản tổng binh hết hồn. Bốn thầy trò vào đền, vua diệt pháp xuống ngai ngành tiếp, phán hỏi rằng, thầy ở đâu đến đây? Tam tạng tâu rằng, bần tăng là khâm sai, vâng chỉ đường thiên tử qua tây phương thỉnh kinh tại chùa đại lôi âm. Vua diệt pháp phán rằng, sao mấy thầy ngủ ở trong tủ làm chi? Tam tạo tâu rằng, tôi biết bệ hạ, nguyện giết thầy chùa cho nên tới một muôn mạng, nên là tôi không dám đi ngang qua, phải giả kẻ tục mà đi ở trong trời tối vào quán mà ngủ lại e lộ sự khó lòng phải chui vô tủ mà nằm cho nó kín đáo không ra lại bị ăn cướp nó khiêng đi gặp quan trào thầu lại nay xin bệ hạ mở rộng lượng thà cho chúng tôi đi thỉnh kinh đã có ơn lại thêm phước cô diệt pháp phán rằng sư phụ là thánh ở trung hoa trẫm cũng không hay mà nghênh tiếp cảm lỗi mười phần bởi khi trước nhiều kẻ thầy chùa kiều ngạo trẫm trẫm giận quá mời nguyện giết một muôn sái mà rửa hờn Chớ chẳng ngờ số ấy gần đủ không ra hồi hôm trời khiến trẫm quy y hoàng hậu và bá quan thái giám cung phi cũng như vậy xin thầy dạy bảo cho phép tu hành trẫm quyết lòng thụ giáo khi ấy bát giới cười ngất mà nói rằng <laughs> Đã làm chịu làm đệ tử để mà lễ nhập học ở đâu Vua Diệt Pháp phán rằng Nếu chịu dạy quả nhân Thì nguyện dâng trầu báu ngọc vàng để ra làm lễ giả mắt tôn hành giả nói rằng chúng tôi là sãi chân tu chẳng hề ham tài ham lợi ghi lá điệp thông quan và đưa khỏi thành cũng đủ lễ rồi như vậy thì cơ đồ bền vững vận nước lâu dài vua diệt pháp truyền dọn tiệc chay thiết tải chúa tôi đồng làm lễ kêu tam tạng bằng thầy ghi lá điệp thông xong rồi rồi tam tạng đặt hiệu nước lại tôn hành giả nói chữ pháp tốt lắm có một chữ diệt không tốt mà thôi. À, hôm nay có khâm sai đi ngang qua, lấy chữ khâm làm kỉnh, đổi lại là khâm pháp quốc. Trời khiến nước này từ đây sắp tới là biển lặng sông trong yên một mối, gió hòa mưa thuận, khỏe muôn dân. Khi ấy vua khâm pháp, truyền ban chiến cải hiệu lại, rồi dọn xe giá đưa bốn thầy trò ra khỏi thành. Còn Tam Tạng, từ giã vua khầm phát, đi một đỗi xa xa rồi khen rằng, ngộ khôn, người làm chuyện đó có ích lắm. Sa Tăng nói, huynh đi rước thầy hù ở đâu hồi nửa đêm mà cạo đầu nhiều dữ vậy. Tôn hành giả bèn thuật chuyện lại, ai nấy đều nực cười. Ngày kia tới một hòn núi cao, Tam Tạng dừng ngựa hỏi rằng, Đồ đệ ơi, nếu mà núi cao thì chắc có yêu tinh phải giữ gìn cho lắm đó." Tôn hành giả cười rằng, <cười> "Không hề chi mà lo, có con đi theo thì vô sự." Tam Tạng nói, đừng nói là vô sự ta còi ở à, chót núi nó cào quá mà sành nhiều cụ mây dữ dằn ngó thấy chừng nào xốn sàng chừng nấy tôn hành giả cười rằng <cười> sao thầy lại quên tâm kinh của thầy ô xào thiên sư thế nên mới giật mình như vậy đó tam tạng nói ta nhớ hết thầy mà ta chẳng hề quên câu nào tôn hành giả nói tuy thầy nhớ hết mà còn quên mấy câu thơ ở đằng sau á tam tạng hỏi bốn câu kệ ấy làm sao tôn hành giả thưa rằng phật ở linh sơn vốn chẳng xa linh sơn thiệt ở tại lòng ta người đều có mỗi linh sơn tháp hễ nhớ linh sơn hết sợ tà tam tạng nói cứ theo cái bài kệ ấy chỉ nghĩa phật tức tâm tâm tức phật tâm tránh thành phật tâm tà thì thành ma tôn hành giả nói không có khó chi gìn lòng thanh tịnh việc giữ cũng hóa lành nếu sai chay không nên việc lòng thành thì chùa đại lôi âm ở trước con mắt chờ thầy nhát quá thì tâm thần chẳng an biệt ngày nào cho đến đại lôi âm tam tạng nghe nói an lòng thầy trỏ đi mạnh mẽ giây phút nghe gió thổi ào ào tạm tạng kinh hãi nói rằng gió đó gió đó tôn hành giả nói Mùa xuân có gió trướng gọi là hòa phong, mùa hè có gió nam gọi là huân phong, mùa thu có gió tây gọi là kim phong, mùa đông có gió bắc gọi là sóc phong, bốn mùa đều có gió mà sợ nỗi gì? Nói chưa dứt lời. Thấy khói đen mù mù, tạm tạng càng thất sắc, Tôn hành giả thưa rằng, xin thầy đừng sợ, bước xuống ngựa mà ngồi, có bát giới là sa tăng bảo hộ, để lão tôn đi xem thử kết hung. Nói rồi nhảy lên mây, án tay mà coi xuống, thấy có bà bốn con yêu nhỏ, đương tập làm gió làm xa mù. Tôn hành giả cười thầm rằng, <cười> thầy mình cũng linh, có bảy điểm trước, ta bây giờ vác thiết bảng nhảy xuống mà đập đại thì con chết nó cả bầy xong là sợ thất danh vì đánh lén mà ta muốn về giải bắt giới đi đánh thử chắc nó làm biếng không đi phải làm mưu gạt nó mới đọc nghĩ rồi nhảy xuống tam tạng hỏi rằng ngộ khốn chỗ nổi ngút khói đen là điềm hung hay là điềm kiết tôn hành giả thưa rằng giả bây giờ đã hết gió thổi tan khói rồi tam tạng nói phải thế bây giờ có mất hơn hồi nãy chăng tôn hành giả cười rằng <cười> Ê, con bình thường rồi nó đâu có đó coi chẳng hề lầm biết con địa rõng là yêu binh giả trói vào cây mà gạt thầy mỏ một hai thầy cái uh... Còn mê bị nó bắt đi động phòng, khóc gần hết nước mắt. Nay thì cũng còn vài hỷ tài hay lắm. À, chắc cái chỗ ngút đó có một hai con quỷ thành tinh chưa được bao lâu. Chẳng ngờ đến đó mà coi thì không phải là yêu quái. Thiệt là coi nhiều lần lắm, cũng có ba lần lầm ạ. À. Tam tạng hỏi, thế không phải là yêu tinh? Chờ vậy giống gì đó? Tôn hành giả nói, thấy là so ở nước kia rồi và hấp bánh bao rất nhiều à, để dành cho trai tăng nên là hơi lên nghìn ngút đó. Bát giới nghe nói liền kéo hành giả đến mà hỏi rằng thề Huỳnh ăn rồi phải không? Tôn hành giả nói nhỏ rằng ăn chút đỉnh mà không có bao nhiêu hả? Vì đổ nem mà mặn quá Bát giới hư và nó hừ lên một tiếng và nói rằng mặn là thì không hề gì để để đi ăn no một bữa. Tôn hành giả hỏi người muốn ăn lắm hay sao? Bác giới nói, đệ đã đói trí tử rồi, huynh khéo hỏi cơ không À? Tôn hành giả nói, thế lời thánh nhân có nói là phụ tai, tử bất đắc tự chuyện. Nghĩa là còn thì có cha, còn con không có quyền gì hết ạ. Lẽ nào là có thầy đó mà mình lại đi ăn trước hay sao? Bắt giới cười rằng, <cười> miễn là huynh đừng có nói ra, thì đệ đi được mà. Tôn hành giả cười rằng, ai nói làm chi, đố người kiếm chuyện gì mà đi cho đọng đó. Bác giới nói, chuyện chi làm thì dở, chứ chuyện nói không thùng, ấy. chứ cái chuyện đi kiếm ăn thì hay lắm. Liều tính kế thưa với thầy rằng, là gần vô nhà trai tăng thì phải tính trước, nếu để con ngựa này đói thì nó vô nhà nó phá rầm rầm, hả, vậy thì để con đi cắt cỏ cho nó ăn, rồi thầy trò sẽ vào nhà trai tăng một lượt. Tam Tạng nghe nói mừng rỡ và khen rằng, Ừ, người bữa nay thật là siêng năng quá mà, hay đi cho mau mà trở về nhé Bát giới nói xuôi rằng, dạ, còn đi một khắc thôi. Nói rồi chạy vô, tôn hành giả bốc theo nói nhỏ rằng, Nhà trai tăng à, đãi thầy thanh tăng, không đãi những bộ tướng dữ tợn như vậy, ngươi phải giả binh mới xong. Bắt giới nghe lời đi tới hòn núi biến ra thầy chùa lùn mà mập, tay gõ mõ miệng đọc lâm dâm, làm bộ như là đang đọc kinh, chờ thực tế thì không thuộc cái câu nào hết á. Khi ấy, chúa yêu liền truyền lệnh cho các tiểu yêu đón đường bắt thịt, vừa lúc bắt giới gõ mõ lủi vô. Tiểu yêu về bổ đứa thì nắm quần áo, đứa thì sách tay sách mũi. Bắt giới nói, mời ăn cái gì mà giữ vậy, thủng thẳng vì tôi đi vô mà. Lũ tiểu yêu hỏi, thế muốn đi ăn giống gì đó? Bắt giới nói, các người đã bố thí rồi, làm việc trai tăng thì ta đến nhẩm lễ để không biết hay sao mà còn phải hỏi kìa lũ tiểu yêu cười rằng <cười> ta không phải là trai tăng thiệt là thực tăng mà chúng ta là yêu tiên tại núi này hay bắt thầy chùa vào mà ăn thịt nay bắt được ngươi ta về đông nấu chủ cho rụt mỗi đứa ăn một bữa đừng trông gì vào việc trai tăng <laughs> khi ấy bác giới nghe nói trách thầm hành giả rằng ôi cái đồ vật mã ôn này gạt ta đi nạp thịt cho yêu tình chờ có ai trai tăng ở đâu bật mã ôn thiệt là độc quá mà Xảy thấy chúng nó áp lại kéo níu đồng lắm. Bát giới nồi nóng hiện nguyên hình, vạc đình bà đập đại. Các tiểu yêu bại tẩu về động báo cho chủ nó hay rằng có một cái thầy chùa mập ấy, đi ngang qua cái núi này. Chúng tôi quyết bắt về ăn thịt, không dè là nó biết biến hóa. Chúa yêu hỏi, thế nó biến ra cái giống gì? Tiểu yêu nói, nó biến ra mỏ dài tài lớn, cỏ lồng gáy như heo rừng á, hai tay cầm đinh ba đập chúng tôi gần chết, nên trở về báo lại cho đại vương hay. Chúa yêu nghề nói sạch rồi sắt ra ngoài, ngó thấy bác giới thiệt là dữ tợ. Chúa yêu hét rằng, <laughs> người họ đi, tên chi, ở đâu đến đây, phải nói thiệt cho ta thì ta dùng mạng. Bác giới cười rằng, hư 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 hư. người không biết trừ tổ ông sao, Ta là học trò đường tăng gọi là trừ bạt giới. Chúa yêu nói, "Nói vậy thì ngươi là học trò đường tăng à? Thuở này ta nghe là đồn thịt là đường tăng ở à, quý lắm." ta không biết ở đâu mà kiếm thời may đến nạp thịt cho ta <laughs> đố chạy đâu cho khỏi <laughs> nói rồi đánh một thiết tiên bát giới ra ngoài cự chiến giây phút chúa yêu truyền các tiểu yêu phố vây tứ phía bát giới đánh cầm đồng với chúa yêu ngặt cái lũ tiểu yêu nó đồng lắm cho nên là cái lũ quý đó đánh không xiết dán sức đỡ ở nam đỡ bắc cho khỏi bị thương tích là mày lắm rồi khi ấy tôn hành giả ngồi ở sau lưng tàm tạng khi không mà cười khan. Sa tăng hỏi chuyện gì mà sư huynh cười đó. Tôn hành giả nói rằng bạt giới là thằng điên. Nghe nói nó gạt đám trai tăng ở nó ham ăn, nó kiếm cớ đi lén. Chắc là nó đập tiểu yêu, tiểu yêu cũng chết hết. Chừng nào chúa động ra nó mê điên. Mặc sức là nó mắng bật má ôn, không biết mấy chục tiếng. Ngộ tĩnh, ngươi đừng nói lạo cho thầy hay nha. Để ta đi tiếp nó. Nói rồi, nhổ lén một sợi lông, hóa hình mình ngồi đó, còn hình thiệt thì biến mất, bay lên mây ngó xuống, thấy bát giới bị vây, coi bộ nó muốn nạo thịt cho chúng nó. Tôn hành giả nhảy xuống kêu lớn rằng, bát giới đừng có sợ, có lão tôn đến chợ chiến đây. Bát giới đắc thế, tinh thần mạnh mẽ hơn xưa, vạc đình bà đập đại, chúa yêu cử không lại liền bại tổ còn tôn hành giả thấy yêu quái chạy rồi liền tàng hình như trước run mình thầu lồng lại hiện nguyên hình như thường ngồi sau lưng tạm tạ giây phút bạt giới chạy về đố ghèn đố dãi thó hào hển mà bái tam tạng lấy làm lạ mà hỏi rằng ô ngươi đi cắt cỏ ngựa sao lại coi bộ sơ sải như vậy Bát giới đấm ngực dậm chân mà nói rằng Ôi thầy ơi, nếu nói ra thì mắc cỡ quá, sư huynh gạt con, nói là ở cái xóm kia có trai tăng mà nêm mặn quá, cho nên là ăn được ít thôi, nên là con thì sẵn bụng đói, con mượn cớ đi cắt cỏ, ăn lót bụng, chẳng ngờ mới ló đầu tới, thì gặp một bầy yêu nó vây còn, quyết bắt mà ăn sống còn đánh với chúng một hồi giải vây không nổi nhờ sư huynh chống gậy tàng đến tiếp cứu đó nếu không thì con chết rồi chẳng còn sống mà thấy mặt thầy bắt cỡ quá bà tôn hành giả cười rằng Hãy đừng kiếm cái chuyện vu vạ, mình đi ăn cướp lại khai xá cho người ta. Từ khi ngươi đi đến bây giờ, ta ngồi sau lưng thầy chẳng hề rời khỏi nhỉ. Tạm tạng nói, thiệt là ngộ không nó chẳng hề lìa ta, lẽ nào lại đi chợ chiến? Bát giới nhảy dựng lên mà nói rằng, thầy đừng tin mà mắc lầm, sư huynh có phép thế thân đấy mà, đây là cái lông vượn già chứ không phải là hình thiệt đâu. Tam tạo gật đầu cười rồi hỏi rằng, thế ngộ không, có thiệt là yêu quái chăng? Tôn hành giả biết dấu không đạo túng phải đứng dậy mà cười rằng <cười> ta thiệt là có ít quỷ nhỏ chúng nó chẳng dám chọc tới con bát giới tại đây cứ bầu cử người một chức nha bởi bảo hộ sư phụ mà đánh các động chẳng khác gì cầm binh bát giới hỏi thế cầm binh là phải đánh giặc phải chăng Tôn hành giả nói phái, bởi vì xà tàng võ nghệ thì thua ngươi, nên ta cử ngươi làm chức khai lộ tiền phòng. Nếu mà yêu quái không ta cũng tốt, mà bằng nó đón đường làm giữ, thì ngươi đánh nó mà lập công. Bát giới nhắm sức thì còn yếu ấy, tải cũng không hơn mình bao nhiêu, nên nói rằng, đe chịu lãnh chức ấy. Tôn hành giả vui mừng, thỉnh thầy lên ngựa, sa tăng quảy gánh theo sau, còn bắt giới đi trước, nói qua yêu bại tẩu về động ngồi ở trên gành làm thinh làm thế có yêu có yêu phiền tiểu yêu thấy vậy hỏi rằng đại vương thường đi ra ngoài trở về thì hớn hở sao bữa nay có ý lại buồn dấu chúa yêu nói chúng bay rồi thường ấy khi tha tuần lý à, à bất luận là người và thú vật thì đều bắt về mà nuôi dưỡng chúng bay này rủi quá gặp một tay động lực Tiểu yêu hỏi, người nào lại là động lực với đại vương? Chúa yêu nói, nay ta gặp một hỏa thượng gọi là trừ bát giới. Nó vốn là đệ tử của đường tăng ở đông độ đi thỉnh Hưng kinh. Ta lại bị nó đánh ít cái đình bà mà bị tẩu hề. Thư thổ nay nghe đồn đường tăng là Phật La Hán tu hành mười đời. Nếu mà ai ăn được một miếng thịt của đường tăng thì sống hoài không chết không ngờ bữa nay là tình cờ gặp nó quyệt bật nó mà ăn thịt trưởng xanh nào hay nó có học trò hay như vậy Tức quyệt trưởng nào nói chưa rút tiếng có một đứa tiểu yêu nhảy ra nói rằng đừng cho ham ăn thì thịt, thịt đường tăng ăn chẳng đặng đâu chú yêu hỏi làm sao mà ăn không đặng tiểu yêu nói nếu dễ ăn thì khi nó đi đến trốn này không đủ cho yêu tinh sứ khác nó ăn gỏi hả bởi nó có bà đứa học trò học trò lớn là tôn hành giả, học trò thứ hai là trừ bắt giới, học trò thứ ba là sa tăng. Chúa yêu hỏi, thế sa tăng này sánh với bắt giới thì ra thế nào? Tiểu yêu nói, cũng không hơn thua là bao nhiêu. Chúa yêu hỏi, thế còn tôn hành giả thì ra thế nào? Tiểu yêu lè lưỡi mà nói rằng, ê, tôi không dám nói tôn hành giả thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng. 500 năm trước nó đánh thiên cung, những tướng trời bắt nó còn không đặng hề. Minh trông gì ăn thịt đường tăng. Chúa yêu nói, ta hồi trước ở núi Sư Đà, Động Sư Đà, ở chung với đại vương ấy không phạm biết phải quấy. Muốn ăn thịt đường tăng bị tôn hành giả dùng thiết bảng phá cửa tàn nát. May mà ta có trí khôn, mở cửa sau mà trốn đến đây nhờ đại vương cho ở bởi vậy cho nên là ta biết nó có tài chúa yêu nghe nói sợ thất sắc xảy có tiểu yêu khác chạy lại mà nói rằng xin đại vương đừng sợ nếu mà muốn ăn thịt đường tăng ạ à, thì tối có kế bắt nó cho chúa yêu hỏi thế ngươi tính kế chi tiểu yêu nói tôi có kế phân biệt mai hòa chúa yêu hỏi làm sao mà gọi là kế phân biệt mai hoa tiểu yêu nói bây giờ đem các yêu ở trong động ra hết thảy trong một ngàn chọn một trăm đứa hay rồi một trăm đứa chọn rút lại mười đứa hay và mười đứa ấy cho thi với nhau mà tuyển đại bà đứa hạng nhất có tài năng biết biến hóa ba đứa ấy đều biết ra hình đại vương cũng cầm thiết tiền như đại vương mai phục bà chỗ trước hết một người đánh với bát giới sau dài một người đánh với tồn hành giả rốt lại một người đánh với sa tăng để lại ba đứa tiểu yêu Đánh cầm chừng với bài anh em nó Còn đại vương ở trên không Thò tay bắt đường tăng Như lấy đổ ở trong túi Cỡ khó gì đâu Chúa yêu nghe nói mừng rỡ và khen rằng Hồ Kế ấy hay lắm hay lắm hay lắm Nếu mà không bắt đặng đường tăng Thì thôi Nếu mà bắt đặng thì ta phong ngươi làm chức Tiền phòng Tiểu yêu liền mừng rỡ tạ ơn khi ấy chúa yêu y lời tuyến ba đứa tài năng đều hóa ra hình mình cẩm thiết tiên mài phục bả ngõ nói về tam tạng yên lòng cư đi theo bát giới đi một hồi lâu nghe bên đường hét lên một tiếng có một con yêu nháy ra sốc lại một bát tàm tạng còn tôn hành giả kêu rằng bát giới yêu tính tới đó sao ngươi chẳng ra tay bát giới rút đình bà đập đại, con yêu đửa thiết tiền giả đỡ, hai người đường đánh nhau dưới sân núi. Xảy nghe tiếng hét ở trong bụi cỏ, có con yêu nhảy ra, sộc lại muốn bắt tàm tạ. Tôn hành giả nói, thầy ơi, bát giới nhắm con mắt, để con yêu chạy lại bắt thầy đâu, để lão tồn đi đánh nó. Nói rồi rút thiết bảng sồng tới, đánh liền. Con yêu không thèm nói gì hết, đưa thiết bảng ra đỡ. Hai người đường đánh nhau tại dưới bờ cỏ xảy nghe gió thổi sau lưng. Nói, có con yêu khác nó nháy ra, sốc lại tàn tạng. Sa tăng nó thấy thất kinh, đưa gậy cán lại. Con yêu đưa thiết tiền lên đánh nữa, chúng nó hét rém. Dù ba anh em già thèo xả xả chúa động ở trên mây ngó xuống nắm cổ đường tăng ngồi ở trên ngựa một mình nó thỏ tay xuống nắm cổ đường tăng nổi gió bay về động liền kêu bớ tiên phong khi ấy còn yêu bảy kế đó nó liền ra quỳ lạy thưa rằng lẽ nào tôi lại chịu giám chức lớn như vậy chúa yêu nói Tướng quân ơi, một lời đã hứa như màu trắng nhuộm đen. Nguyên ta có nói, nếu bắt đọc đường tăng thì phong ngươi làm chức tiên phong. Nay nhờ kế ấy mà thành công, lẽ nào thất tín? Báo trẻ nhỏ nó chùi chảo nhún lửa, mà nấu đường tăng. Ta với ngươi đều ăn thịt cho tường thọ. Tiền phòng nói, đại vương ơi, chẳng nên ăn thịt nó đâu. Chúa yêu hỏi, thế đã bắt được nó sao chẳng chịu ăn? Tiền phòng nói, ăn no thì có khó gì. Xong là bát dưới và sa tăng nó còn nói nhân nữa đạo này, Sợ có một mình tôn hành giả nó độc lắm. Nếu mà nó hay được, á nó không thèm đánh với mình chi. Nó đập một thiết bảng cũng dãy núi, cả cái dãy núi này ở chỗ đâu cho mình ở. Chúa yêu nói ở tiền phòng ơi, tự ý người tính như thế nào cao thì tính đi. Tiền Phong nói, theo ý ta thì dẫn đường tăng đi sau vừa ra vườn trói lại ở trên cây đợi đôi ba ngày nó không tìm tới động thì ta sẽ thúng thẳng mà ăn thịt như vậy thì tiện hơn chúa yêu nghe nói bảo dắt đường tăng đèn ra sau vườn trói lại trên cây đại thụ Tạm tạng khóc rằng ôi đồ đệ ơi các người đại yêu quỷ ở đâu để ta ở đây chịu khổ <laughs> biết chừng nào cho gặp mặt ấy thảm thiết quá chừng mà khi ấy tam tạng đang khóc ngó thấy người bị trói ở trên cây trước mặt người ấy kêu rằng hòa thượng ơi thầy cũng bị bắt hay sao tam tạng hỏi người là ai đó người ấy nói tôi là người đốn củi ở núi này bị chúa yêu nó bắt trói tại đây này đã ba bữa nó gần thịt của tôi rồi tàm tạng nói tiểu phu ôi người thác có một mình không đeo theo lắm chi chứ ta thác còn trục chặt không êm tiểu phu nói thầy ôi thầy là người tu hành thác rồi thì thôi còn chuyện cho đeo theo hề tàm tạng nói ta là sãi ở đông độ đi thỉnh kinh ở tây phương đặng đem về cho thiên tử cầu cho các đảng cô hồn nếu ta chết thời chúa ta trồng kinh cũng hết hơi đã lỗi đạo làm tôi mà cô hồn ở trong thành uổng tử không trông gì siêu độ té ra bao nhiêu công quả đều hóa ra cho xảo gọi là không đeo theo tiểu phu nói rơi lệ và than rằng thầy ơi Thầy thác hãy còn thảm vừa vừa, tôi thác mới thảm hơn nữa. Bởi tôi mổ côi cha mẹ hồi nhỏ, còn mồ côi cha hồi nhỏ, còn một mẹ già, nay đã 83 tuổi, không có nghề nghiệp chi cứ nghèo đi đốn củi. Nếu mà tôi thác thì không ai chăm sóc mẹ già, sợ phải chết đói, không ai chôn cất nữa, tức tối lắm, thảm thiết đến chừng nào. <laughs> Tam tạng nghe nói khóc ròng mà than rằng Ôi tội nghiệp vô cùng Thở chúa thở thân cũng vậy Người thảo vì mẹ ta cũng vì vua Nói về tôn hành giả Đánh yêu chạy rồi Trở về không thấy biết thảy đầu mất Còn đô hành lý và ngựa mà thôi Còn bắt giới và xa tăng thì không thấy Tôn hành giả dắt ngựa quẩy gánh Đi kiếm bờ vờ hết chương thứ 85, chương thứ 86. Bắt giới chợ oai trừ lũ quái, ngộ không hóa phép trị loài yêu. Khi ấy tôn hành giả dắt ngựa, đi cùng núi mà kêu thầy, kiếm hoài chẳng đọc. Xảy thấy bắt giới thở ồ ồ chạy lại mà hỏi rằng, Sư huynh ơi, kêu réo cái chuyện trì dữ vậy? Tôn hành giả nói, ô không biết là thầy đi đâu mất ạ, à? ngươi có thấy thầy chăng? Bà giới nói tôi ở thổ sau lưng thầy tại huynh bày đặt cử tôi làm chức tiên phong nên là tôi liều mạng đánh với con yêu một hồi gần hết hơi thì nó mới chịu chạy thế là huynh với xà tàng giữ sư phụ sao bây giờ lại còn hỏi tôi xảy thấy xà tàng chạy lại tôn hành giả hỏi rằng thầy ở đâu xà tàng nói ô hai huynh đều trói con mắt để cho chúa yêu nó chạy lại bắt thầy nên là đệ đi đánh với nó thế còn thầy thì ngồi ở trên lưng ngựa một mình lẽ nào lại đi mất tôn hành giả nóng nảy dựng lại mà nói rằng thôi 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 chúng ta đã mắc kế nó rồi và nói với xà tàng xà tàng hỏi cái chi đó tôn hành giả nói ấy là kế phân biện hòa mài đó nó chia anh em ta mỗi người một ngõ làm như biến ra bồng hòa mài ra à, đặng nó bắt thầy như ngắt nhụy bồng mài đó tuy vậy mà động núi này cũng dễ kiếm lắm anh em ta dán tìm tỏi cho mau. Khi ấy, ba anh em đi hơn hai chục dặm, thấy dưới hòn núi có một cái động lớn, ngoài cửa có tám chữ là An Vụ Sơn, triệt nhạn liên hoàn động. Tôn hành giả nói, bát giới ra tay đi, ấy là động yêu, có sư phụ tại đó. Bắt giới ý thế có hành giả nên dán sức bực một đình bà cứu động đã lỡ rồi lớn tiếng kêu rằng yêu quái yêu quái cha thầy cho ta mau nếu để lâu thì chết hết cả động tiểu yêu giữ cửa kinh hãi phi báo chúa yêu thất sắc hỏi rằng không biết là ai phá cửa đó tiền phòng nói để tôi ra xem thử nói rồi nhìn thấy hòa thượng mó dài tài lớn liền trở vào thưa rằng xin đại vương đừng sợ ấy là trừ bắt giới pháp lực tâm thương sợ là cái ông hòa thượng mặt thiền lôi kìa còn bắt giới đứng ngoài nghe rõ như vậy liền nói với hành giả rằng nó sợ huynh, chứ nó không sợ đệ à, Chắc là có thầy ở trong động Vậy xin huynh cứ đi trước Cho chúng nó hết hồn Tôn hành giả bước tới hét lớn rằng Tốn ngoại công của chúng bay ở đây Mau trả thầy cho ta kẹo chết cả động Tiền phòng nói Không xong, không xong Tôn hành giả đi kiếm đại vườn đó Chúa yêu nói Ấy là cũng tại ngươi Bày cái kế phân biện hoa mai Mới xình xữ như vậy Bây giờ biết tính làm sao Tiền phòng thừa rằng xin đại vương đừng đổ thừa mà quả phạt chứ tôi nghe đồ là tôn hành giả nó rộng lượng như biển tuy là cái con khỉ mặc lòng tính nó ưa à, nịnh hót bợ đỡ lắm bây giờ làm đầu người ta giả này đem ra nói bợ bài lời rằng là đã ăn thịt đường tăng lỡ rồi xin dâng đầu lại nếu mà nó tin là thiệt thì đường tăng là đồ ăn của mình dầu gạt nó cũng không đặng là tính kế uh, khác chúa yêu nói thế đầu giả ở đâu mà có Tiên Phong nói, để tôi đi làm cái đầu giả. Nói rồi đi kiếm gốc dương, tiện làm đầu tàm tạm, lấy máu thoa làm lam. Tản lam rồi bảo yêu đẻ trên mâm đèm giả cửa động kêu lớn rằng, đại thánh ra ra, xỉm bớt giận, cho tôi thừa rõ vài lời. Tôn hành giả nghe kêu đại thánh ra ra lấy làm khoái chi lắm, bảo bạt giới xô phá cửa, để coi nó có chuyện chi tiểu yêu thừa rằng tôn sư bị đại vương tồi bắt vào động lộ tiểu yêu trọng động là không biết điều nên là nó ăn thịt tôn sư còn có cái đầu đó tôn hành giả nói đã lỡ ăn thì thôi hãy đưa cái đầu cho ta nhìn thử tiểu yêu không dám mở cửa ở trong quăng cái đầu ra bắt giới ngó thấy cái đầu liền khóc lớn tôn hành giả nói cái thằng biên kia hãy nhìn coi thiệt hay không rồi sẽ khóc nữa ấy là cái đầu giả nên quăng như cái mỏ nếu ngươi không tin thì ta quăng thử lại cho ngươi nghe. Nói rồi sách lên quăng vào cục đá, nghe tiếng kêu cạch cạch. Tôn hành giả lấy thiết bạc đập bể làm hai, bát dưới còi lại là cái gốc dường liễu, nổi nóng mà mắng ra. Bây là cái loài súc vật, dám cả gan dám dỗ thầy ta ở trong động, đem cái gốc dường liễu mà gạt trừ tổ ông. Nói vậy thầy ta là cây dương liễu thành tinh sao? <laughs> Khi ấy tiểu yêu kinh hãi chạy vào và báo rằng khó cha cha là khó. Chúa yêu hỏi, có chuyện gì mà khó giữ vậy? Tiểu yêu nói, à, gạt đọng bát giới và sa tăng, chờ tôn hành giả là cái con buôn có danh mà, biết đổ thiệt đổ giả, nên là còi ra cái đầu là gốc dương, xin dừng cái đầu thiệt thì chúng nó mới chịu đi. Chúa yêu bảo lựa một cái đầu nào còn tươi hả? À, lột ra đầu à, cặp ra à, cho nát bấy ra, máu chảy dòng dòng, đẻ trên cái mâm đem ra mà năn nỉ rằng bẩm đại thánh ra ra, cái trước thiệt là đầu giả, bởi đại vương tôi muốn làm của báu ở trong động, tiệc không chịu đưa ra. Nay đại thánh ra ra còn mắt ngọc, coi đã thấu rồi, nên đại vương tôi xin giả giả miễn chấp. Nói rồi quẳng ra như trước, Tôn hành giả thấy thiệt là đầu người ta, nên tìm chắc là đầu tam tạng, liền cất tiếng khóc than. Giả tàng cũng khóc lớn, bát giới bẹo bạo mà nói rằng, <laughs> đại ca ơi, kiếm cái chỗ đất tủ tế mà trốn thầy, trốn rồi sẽ gặp. Tôn hành giả nói phải, bát giới thầy thường quá, nên không gớm ôm cái đầu trong lòng, đi lên trên chót núi tại phía đông tây, lấy đình bà quốc đất mà trồn cái đầu ấy, rồi đắp mã rất cao, lại chạy lại mé khe, bẻ ít nhánh giường liễu và lượng ít cục đá đem lại trước mạ. Tôn hành giả hỏi rằng, ngươi làm cái nghĩa gì đó? Bác giới nói, Mượn cái nhành liễu này làm cây tùng, cây bách, đặng che mã cho thầy Còn cây uh, làm tạm đá thì làm tạm đổ tế Gọi là lòng thảo cứu học cho Tôn hành giả nói rằng Đừng có làm tầm bậy Vậy thì bảo sa tăng ở đây Một là giữ phần mộ Hai là coi đồ và ngựa Còn ngươi đi theo ta Đến phá động giết chất yêu quái mà báo cưu thầy Và đạt giới vác đình bà đi theo Hành giả không thèm nói gì hết cứ phá cửa động kêu lớn rằng trả đường tăng sống cho ta tiểu yêu trong động kinh hồn đều giận tiền phòng hết thảy chúa yêu hỏi tiên phong rằng nếu mà hòa thượng phá cửa vô đây thì ngươi tính làm sao đó tiền phòng nói lời xưa nói cũng phải mà đã bắt cá thì sợ tanh sao đặng một thì đừng làm hai thì đừng thôi không lẽ thối đuôi cho đặng bây giờ còn một phép là áp ra mà đánh nữa chúa yêu không biết phải làm sao liền dẫn bảy yêu ó ré ra cửa động khi ấy tôn hành giả và bát giới thối lui bước ra chỗ đất bằng Chí bày yêu mà hét rằng Có niêu nào bắt thầy ta Chúa yêu đường thiết tiên lên nói lớn rằng Bớ hòa thượng khốn Ngươi đừng có trọng ta Ta là Nam Sơn Đại Vương Mấy trăm năm ta hùng cứ tại đây Ta đang thịt đường tăng rồi Ngươi lại làm sao ta đó Tôn hành giả nói Ngươi là cái loại súc sinh lớn mặt tài phép của ngươi bao nhiêu rất đôi cái ông thái thượng lão quân là tổ thần tiên còn xưng là lão quân còn thích ca như lai thần thông trong đời cũng xưng là phật tổ còn khổng tử là ông thánh trong đạo nho học trò đạo kêu là phu tử ba ông tổ tam giáo còn chẳng dám xưng là nam sơn đại vương mấy trăm năm hùng cứ đố chạy bầu cho khỏi nhé coi thiết bảng của ta đây Chúa yêu trắng khỏi đánh vào một thiên tiền. Khi ấy bác giới nổi nóng, vác đình bà đập đùa, tiền phòng dẫn yêu tinh ra ngoài chợ chiến. Tôn hành giả thấy tiểu yêu đồng lắm, đánh không xiết, liền hóa phép nhờ phần thân nhố một nắm lông, đều hóa ra mình hết thảy. Mỗi hình cầm một cái thiết bạc đứng ở phía ngoài đánh áp vào trong. Hành giả và bác giới liên tục hiệp lực hỗn chiến, tiểu yêu tử trận rất nhiều, còn Nam Sơn Đại Vương thì hóa gió bày mất Tân cái tên tiền phòng phải biến hóa không được Bị tôn hành giả đập cho một thiết bảng chết ngay Hiện phần thần Phép chia ra nhiều hình Nguyên là còn chó sói Tôn hành giả run mình thầu lồng lại Và bảo rằng Bạt giới đuổi theo chúa động cho màu Mà đi kiếm sư phụ Bạt giới ngó xung quanh rồi hỏi rằng Sư huynh thầu phép rồi hay sao Nên là cái bầy khỉ con nó mất hết Tôn hành giả nói thâu rồi hai anh em sùng vào phá động chẳng ngờ nam sơn đại vương nó truyền bế động không giả anh em phá trắng nổi nữa tôn hành giả nói bắt giới đừng dán làm chi cho mệt hãy nói cho sa tăng hay khi ấy huynh đệ về thấy sa tăng còn khóc bắt giới mùi lòng ôm mà khóc kỉnh tôn hành giả nói chúa yêu đã lấp cửa trước rồi trong chất đầy đá chắc là có ngõ sau thông thương nên nó mới bít cửa trước Vậy thì hai đứa bay ở đây nhá Để ta đi thám thính Bát giới có khóc và dặn rằng Huynh có phải ý nhớ Phải chú ý, phải cẩn thận Đừng có lơ là mà nó ăn thịt nữa đó Báo hại cho chúng ta khóc sư phụ rồi Lại phải khóc sư huynh Khóc hết đuôi cả hai con mắt đấy. Tôn hành giả nạc rằng Đừng có nói sảm Nói rồi đi ra phía sau Tìm thấy có nước từ trong khe sổ xuống Tôn hành giả nói Chắc ngõ sau nở nó đây này liền hóa ra một con chuột chạy xuống khe lội qua khỏi suối thấy thiệt là phía sau động ấy co năm bảy con yêu nhỏ đường phơi thịt người ta tôn hành giả nói thầm chắc con này nó ăn thịt còn dư cho nên là nó phơi khô để dành đó để mình biến hóa vào dọ tin chúa động là xem thế nào nghĩ rồi dồn mình biến ra con kiến bay vào trong động thấy chúa yêu đang ngồi sầu thảm sài có yêu tinh vào báo rằng đại vương ơi màu lắm mày lắm Nam Sơn Đại Vương hỏi, may làm sao? Tiểu yêu nói, tôi ở sau nghe tiếng khóc, leo lên cao còi rõ là tôn hành giả, sa tăng và bát giới đường tế mã mà khóc than. Chắc là nó tưởng cái đầu ấy là đầu của đường tăng, nên là nó trồn cất khóc kẻ. Tôn hành giả nghe nói mừng thầm rằng, cứ theo lời nó nói thì nó chưa giết thầy ta, hãy còn giấu đầu đó, để cứ kiếm thử coi giấu nơi nào. Nghĩ rồi bay khắp nơi, thấy có một chỗ đóng cửa chặt lắm. Tôn hành giả chui theo lỗ hở, qua khỏi cửa, thấy có vườn rộng mênh mông, nghe tiếng khóc văng vọng, bày lần tới thấy gốc cây rậm, có trói hai người ngó mặt đối với nhau, một người lạ và tạm tạm. Tôn hành giả hiện hình mừng rỡ kêu thầy, tạm tạm khóc và nói rằng, Ôi ngộ không đã đến, hãy cứu ta ngay lập tức đi. Tôn hành giả nói, thầy đừng có nói lớn, nếu mà chúng hay thì khó cứu lắm. Nói rồi biến ra con kiến cánh như trước, bay vào trong động. Thấy tiểu yêu đường bản luận lăng xăng, có một con yêu nhỏ nhảy ra và nói lớn rằng, Đại vương ơi, chúng nó thấy đại vương lấp cửa động rồi, biết là thế phá không nổi, nên nó chôn cái đầu ấy, nó khóc đồi ba bữa rồi cũng đi. Chúng ta cũng đi thăm tin nó rồi, thì chặt khúc đường tặng mà ăn sống. Con yêu khác vỗ tay và cười rằng, ăn sống không ngon bằng luộc còn nhiều khác nói ăn luộc thì tuy có vị chờ chẳng bằng ăn quay ăn nướng thơm hơn còn khác nói tuy thơm mặc lòng mà chảy mỡ uổng lắm chỉ bằng ăn xào có ngọt nước lại béo hơn còn khác cái cãi rằng thịt đường tăng quý lắm ăn một miếng cũng sống lâu chỉ bằng để dành phần nửa muối sừ ăn đặng nhiều ngày nhiều tháng Tôn hành giả nghe bản soạn núi nắng rồi nói thầm rằng, thầy ta không cử không oán chi với chúng bay mà tính hành tình nhiều kiếp. Nghĩ rồi nhố lông hóa ra con buồn ngủ, bay vào lỗ mũi của các tiểu yêu. Chúng nó buồn ngủ quá, đều kiếm chỗ mà chùi. Còn Nam Sơn Đại Vương thì bị một con bay vào mũi, nò nháy mũi và chảy tiết điện. Tôn hành giả hóa thêm hai con bay vào mũi nữa, Nam Sơn Đại Vương ngáp vài cái rồi nằm ngáy phò phò khi ấy tôn hành giả hiện nguyên hình phá cửa ra vườn sau mở trói cho thầy Tam tạo mừng rỡ bảo mở dây trói cho người bị trói đối diện với mình đó. Tôn hành giả nói: "Thế người ấy là ai?" Tam tạo nói: "Ông tiểu ấy còn mẹ già 83 tuổi, thiệt là một người con có hiếu mà bị yêu bắt, cho nên là có phước cứu cũng nên có phước cứu người." Tiểu Phu nói: "Xin lão gia cứu tôi làm phước ạ." À. Tôn hành giả nói: "Không mất công gì, ta cũng mở dây luôn thẻ." và nói rồi mở trói đồng dắt tới chỗ mộ phần tàm tạng hỏi bát giới sa tăng làm cái chi đó tôn hành giả nói hai đứa nó đường khóc kẻ thầy đó thầy hãy kêu nó một tiếng tàm tạng liền kêu bát giới bát giới đường khóc ngất nghe tiếng kêu ngỏ trước mặt nói rằng ôi sao hả à, thượng ơi sư phụ hiện hình về kìa tôn hành giả nạp rằng cái thằng điền mới mà nói xả mãi hả thầy nào thắc mà hiện hồn về sao chẳng coi cho kỹ Sa tăng khóc và thưa rằng, ôi sư phụ ơi, thầy khổ nhọc hết sức mà, chẳng hay sư huynh làm sao mà cứu tôn hành giả thuật lại chuyện Bát giới nghe rõ vác đình bà quốc bả mà nói rằng sư phụ ơi không biết cái vong nào mà có phước quá mà báo hại à, còn khóc hết nước mắt lại đã sói cả cái đầu đây này tam tạng nói nhờ có ai đầu thế mạng ấy cho ta mình là người tu hành cũng nên chôn mà làm phước bát giới vâng lời lại lùi cùi lấp lại khi ấy tôn hành giả cười rằng <cười> xin hãy ngồi nán lại đây nha để ta đi trừ yêu quái Nói rồi nhảy qua núi khỏi khe, vào động lấy những dây của yêu chói nó. Tam Tạng và ông Tiểu hồi nãy đều về chỗ yên nằm, thấy Nam Sơn Đại Vương còn ngủ. Tôn hành giả trói bốn giỏ lấy thiết bảng quấy ra cửa sau đem về trước mặt tàm tạng bắt giới lấy Đinh bà liền đập tôn hành giả cảm rằng khoan đã chưa trừ yêu ở trong động để chúng nó thức dậy thì mất công chi bằng kiếm ba cây trả bổi mà trừ căn trò tuyệt tiểu phu nghe nói liền dắt bắt giới vào trong hầm núi kiếm củi khô trả bổi gánh vào cửa sau tôn hành giả truyền chất bổi xung quanh và bó đầy đông rồi nổi lửa lên. Bác giới lấy hai tay làm quạt lửa, tôn hành giả đưa mình thâu lông lại, tiểu yêu tỉnh dậy thì lửa đã cháy tứ bể không biết ngõ nào mà chạy. Té ra, chúng nó định quay tàm tạng mà chưa quay được, này lại bị ngộ không quay hết cả động. Tôn hành giả đốt động cháy hết, rồi trở về thừa cho thầy hay, dùn mình thâu lông lại. Nam Sơn Đại Vương mới tỉnh dậy, bạt giới đập cho nó một đình bà chết tốt. Hiện nguyên hình là con bèo gấm, tam tạng mừng rỡ khen vui. Tiểu phu lại tạ ơn tạm tạ và hành giả rồi thưa rằng nhà tôi ở phía tây nam cũng thuận đường lắm xin mời bốn lão gia về nhà thiết đãi cơm chay một bữa gọi là một chút lòng thành ạ tam tạng cũng đồng ý đi dày lầu gần đến nhà thấy có một bà già đứng dựa cửa kêu còn ơi còn hỡi mà khóc kiều phu ngó thấy mẫu thân thàn khóc vội chạy lại cửa quỳ lại mà thưa rằng mẹ ơi con đã về đây bà ấy nói ôi con ơi mấy bữa dài không thấy con về mẹ đã tưởng bị chúa yêu bắt mà ăn thịt nên mẹ thảm thiết quá chừng con không bị hại sao bữa nay mới về tiểu phụ thừa rằng mẹ ơi con bị chúa yêu nó bắt được trói tại cội cây tưởng là chắc chết may mà nhờ mấy vị lão gia thần thông quảng đại đánh chết một con yêu trong động cứu cả thầy và con khỏi hại thiệt là ơn lớn bằng trời đất bây giờ sắp tới đường xá bình yên còn đi vào núi lúc ban đêm cũng vô sự Bà già nghe nói đi một bước lại một bước, rước bốn thầy trò vào nhà mà đãi một bữa no nê. Đoạn thầy trò từ giã lên đường. Tiểu phu chỉ mà nói rằng, xin lão ra đừng phiền muộn, tôi đưa đi ngõ này đường xá bằng phẳng, đi chừng một ngàn dặm thì tới nước thiên trúc là một cõi rất vui. Tam Tạng nghe nói mừng rỡ nhảy xuống ngựa từ giã tiều phu, rồi lên ngựa nhằm phía tây mà thẳng tới. Hết chương thứ 86.